Cái con này quay bao nhiêu lâu thì được? Con này quay 2 tiếng anh. 2 tiếng à? Vâng. Đây nhìn thịt rất là ngon này. Con lợn này là lợn cắp nách quay đây đúng không? Cắp nách ạ. Cắp nách xịn. Cắp nách này nó đắt hơn cái lợn thường kia đúng không? Đúng rồi. Nám cũng mật ngon này. Wow. Ok, em chảy hết cái nước kìa. Cái đấy mình không lấy nước đấy à? Để nước chấm à? Đấy em lấy đủ rồi ạ. À vừa nãy là lấy rồi. Đấy em lấy đủ rồi. Bì rất giòn ngon này. Dạ. Yeah. Cái màu này nó đỏ au nhỉ? Màu này là mật ong này đúng không? Vâng, nên màu mật ong không nên bằng phẩm gì đâu nhá. À. Mật ong nguyên chất ngon đấy ạ. Rất là thơm này. Nhìn thôi là muốn ăn rồi. Nhưng mà con lợn này cắp nách nó màu đen này thì cái màu nó không được đẹp lắm đúng không? Vâng. Cắp nách thì nó màu không được chuẩn. Nhưng mà ăn rất giòn và thơm ngon. Dạ. Yeah. Lợn quay đi anh ơi. Lợn quay. Ủa. Cái lá măng mật nó rơi ra nó hơi phí nhỉ. Da rất giòn này. Đây. À. Nhìn thôi. Nhìn nó thấy ngon rồi. Cứng lắm, da cứng đơ luôn. Rất giòn và ngon. Nó quay cô ơi. Tôi cho em nhờ tí nhá. Rồi. Úi dồi ôi. Hấp dẫn chưa? Khỏi mày nghi ngút luôn. Đây, rất ngon và giòn này. Cái thịt này thì mình bán theo bán gì nào? Em bán 250k một cân ạ. À. Bán theo cân. Giòn và ngon. Ba chỉ với lại là đùi thì giá giống nhau hay là nó khác nhau? Đùi rẻ hơn ạ, đùi 220. Đùi lại rẻ hơn, ba chỉ lại đắt hơn. Bì này mới giòn đấy, yeah. Vâng, giòn và ngon lắm. Hương vị thơm ngon đúng kiểu Lạng Sơn luôn. Ngửi mùi nó thấy thơm phức rồi. Đây phía trong con lợn này. Đây cái đùi. Hết đấy, còn rất là sống. Đấy, tầm này nhá, được bao nhiêu đường nhá? Đây nhá, đây nhá. Như vậy đây là nhìn miếng. Cái lòng lên kìa. Đây, nhìn ngon thế này, da giòn và tan này. Cắp nách quay là gì ạ?
cầm nách quay đi à. Đây là con nách quay gì ơi, ngon này. Bì vẫn giòn tan này. Miệng chưa chắc đã ăn được luôn đâu. Vào bên này nhá. Đây nhá. Cái lợn này quay nó giòn thì nó thế là sao mà giữ được đấy. Làm gì có mỡ? Cái nó thắt ra thì nó phải có tim mỡ gì. Nhìn nạc không, không nợ này làm gì có tim mỡ nào. Nó thắt ra thì nó phải mỡ gì. Quá, nó tắt lại quay mà. Nó quay đi thì ơi. Nó con nách quay gì không ạ? Ngày nào em cũng quay mà. Ngày nào bán thế ạ? Còn ngày nào quay em bán. Vâng, này tất tật con chỗ nào cũng giòn hết. Nó quay đi anh ơi, nó cắp nách quay à? Cắp nách rồi xuống đây ạ. Ngon thế này. Phần nào nó chả giống nhau. Chứ không phải nơn đấy đâu. Đây là nhìn nạc cái này. Nó quay đi anh ơi. Nó quay à? Cái máy vô làm cái vỏ vào đây. Nó quay đây chị ơi. Còn đâu cứ để con lấy vô không để lấy à. Nó quay à? Hai bao nhiêu? Vâng, 120. Chị gái ăn gì ạ? Mẹ em còn đùi ba chỉ. Đùi nó. Ấy xả. Nó quay đi anh ơi.
quay thôi. Ở chỗ nào thế em không biết nhỉ? Vâng. Chỗ làm sới ở trên đấy gì ạ? Sới sau này em không biết nhỉ? Bê tông đi. Bê tông mà chỗ làm xong bê tông đấy. Cứ cho em xin số điện thoại đi ạ. Cắm nách hay lợn bình trắng ạ? Cái làm như chị nhà quê. Không phải cái lá này ngon lắm đấy, thơm. Ăn đâu có vị của ta. Nó quay đi anh. Nó quay giòn bi đây. Chín rồi. Có chứ, có da của nó nữa mà. Có đủ da thì thôi. Bắt về cân được. 25 gì ạ? 25 gì ạ? Vâng. Cơm nách chuẩn ngon đấy. Còn trong cái này nó hơi dày. Đứng đe đe, làm gì cho sáng đấy. Chị ơi, cho em nhiều đi. Cứ nhớ bỏ lên bỏ, bỏ cái khác rồi. Nó quay chị ơi. Rồi với xương em bù với chị ra với này đấy rồi nhá, thịt nhá.
Nó quay gì ơi, cắm nách quay đi ạ. Cắm nách quay gì ơi. Nước chấm về cái chấm ngập rồi anh nhá, ngon lắm. Vâng. Bao tiền anh gửi luôn? 180 này 170. Anh chưa lấy tiền luôn rồi. Nước quay không ạ? À? Cắm nách quay không ạ? À? Nóng rồi không ạ? À? Cho em gửi lại. Rồi cảm ơn. Cảm ơn anh nhá. Chào cảm ơn Thú nhá. Rồi rồi, không có gì cả. Rồi. Nào có duyên thì lại gặp lại. Rồi ok, rồi. Về nhá. Vâng, chào chú ạ. Bye bye các bạn nhá. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.